Dê sòm. Bây giờ cũng khó tìm. Đào với đào. Xin chào cả nhà. Quyên mới mua được măng cục. Đợt này không có mua măng cục sống không? Như anh hai đâu. Mình mua măng cục chín. Mình cột cộng thun như tá măng cục á. Bây giờ mình có cây đu đủ không? Mình sẽ treo lên một lát á. Kêu anh hai với Út ra ăn nha. Ăn đủ cục nha. Đây nè, hồi nãy mình đã thử nghiệm rồi. Cái này khó ra rồi. Cái đu đủ này nó quá sốc luôn. Tái sưng sê luôn, chưa làm xong. Còn ở đó không mới nữa kìa. Út đang mị trong á. Út không biết gì đâu. Ăn mì xong ăn la sét nha. Hiểu không? Ăn la sét măng cục nha. Cô bảo Út cũng thích măng cục ha. Ừ. Ăn xong mày đi, mình ăn la sét. Đâu gì đâu. Trời ơi, cái bọc măng cục hết trơn. Vãi thiệt chứ. Thấy bịch quăng cục hết trơn ổng nghi rồi. Ngồi con. Bốc ra kìa. Cái đủ măng, đu măng cục, đu đủ cục. Ăn tại gốc. Đỡ quá. Tèn tèn. Ăn măng cục mang tại gốc nghe mọi người. Đủ cục. Đủ cục. Ngon quá. Ăn tới sống sống đi. 2 3. 2 3. Ôi tái này nhìn nó sống nhưng mà nó chín nè. Nhìn nó hồng không có đen á. Cái này cái tái măng cục sống mà còn ngọt mà. 1 2 4 5 6. Sao muốn cả nhà nha. Nó ngon. Ngại quá. Ăn được là cây mà. Ồ, cái này 6 muối. 6 muối. Nhìn ở dưới này cái cánh đó nè. 6 muối. 1 2 3 4 5 cái này 5 muối. 6 muối nè. Anh phải ăn mấy muối nhỏ nhỏ, không có hộp. Ừ. Còn mấy muối bự bự vậy chứ thấy vậy chứ hộp bự. Dạ. Mà cái này nè. Coi cái mùi vị có khác không? Ừ. Nó lạ phải không? Nó có cái mùi măng cục. Mà nó có mùi đu đủ nữa. Chín quá rụng. Trái này. Chín quá nó rụng. Nó này ngon nè, nhỏ nhỏ nè. Ừ. Nó không có hộp ở đây. Ừ. Nó có một cái hộp à. Vâng. Măng cục này ngon. Mời cả nhà nha. Đủ cục. Đủ cục. Ăn tại gốc luôn. Ăn tại cây. Tới sao ăn măng cục luôn này. Sao nha. Măng cục. Bây giờ cũng khó tìm. Cây đi cháu ăn đu đủ này. Lạ đời. Nguyễn xóm này có nhà mình có cây này hết á. Có ai hơn nhờ. Ngon bá ta. Có bé xăm nữa. Mâm mâm. Ngon không con? Mình sẽ hái một trái này coi. Ồ. Ồ.
Wow. Đó. Đã hơn rồi mà cả nhà nha. Ngon, ngọt. Nhai hộp luôn. Nhai hộp luôn. Hộp rất là giòn. Nó ngọt. Ngọt mà ngay luôn á. Nó thơm măng cục với đu đủ rồi đó. Ăn thêm đi. Ai mọi người có phong trào ăn đọt đu đủ không? Bây giờ Nguyên có phong trào ăn đủ cục. Đó. Wow. Ồ, đã. Cái này nó bự ghê nè. Nó thòng lẽ đâu. Cái hộp nè. Nó giòn giòn, chắc chát, nhưng mà nó có vị béo béo. Cắn hộp ăn luôn. Cha hái trái ăn chứ. Đây nè lá không à, cho mở lá là có trái. Hồi nãy là mình ăn tại gốc thì bây giờ mình ăn tại cây. Cười quá trời. Ăn luôn cây đu đủ luôn đi. Mấy cô cháu quận cây đu đủ. Đừng chết nha con. Wow. Ôi trái này ngon ha. Còn nữa không? Bật bỏ ha. Bỏ đi bên hai trái khác. Nè, trái đen nữa. Ngọt ha. Ừ. Ngon lắm. Cây này của Quyên chắc hái xuống cũng nửa mấy ký á. Bán 50.000 ký nha mọi người. Mày vô, mày vô. Mời giờ không có tái nào hư luôn á. Chung chủ với bữa măng cục sống đó. Mình mua măng cục sống đó. Giờ nó chín rồi đó. Rồi chín thì mình mua chín. À, tái con. Ủng hộ chín luôn, ủng hộ sống xong ủng hộ chín luôn. Bây giờ tái gọn gọn ha, nhìn biết liền không? Dạ. Hay hai trái ăn dùm xíu. Chín hết rồi. Ngon ha. Mình hái trái mình ăn thưởng thức ngon nghe. Dưỡng coi mùi vị đó cái sao. Nguyên sớm này có một cây mỏng á. Hái thêm trái rồi đi. Thôi ăn trái được rồi. Vậy có trái vậy. Mình ăn thưởng thức ngon. Cây này nhiều mùa. Ngon, ngọt. Thơm đủ không? Thơm đủ lại ta. Thơm nó đủ lại người ta. Nó cười á. Úp ăn hả? Wow. Úp ăn đi, thích tái nào ăn tới đó đi. Tái này 5 muối. Úp lấy mấy tái nào già già đen đen á. Tái này 5 muối nè. Dạ hả? Bự lắm, mắt muối bự. Wow. Chờ 5 muối bự kìa chưa. Ồ, tái này muối nhìn đẹp quá ha. Muối bự chảng luôn á. Nhìn ngon. Ăn nha cả nhà. Dạ. Ngập mồm. Ngọt ha. Ừ. Cái vị nó như thế nào? Nó ngọt ha. Căng miệng luôn á. Uh-huh.
lạ. Dạ. Hôm bữa là có cái vụ ăn đọt đu đủ á cả nhà. Đọt đu đủ này nè. Mình thấy cái đu đủ có một cái đọt một à. Sợ cắt rồi cái nó chết á. Không biết nó có mọc nữa hay không. Nên là mình đâu có ăn đâu. Cái này là công khổ quyền trồng mấy tháng nay á, giờ mới cho trái. Đâu có cắt ăn. Giờ thôi mình ăn đu đủ không được thì mình ăn măng cục đỡ đi. Nó ngọt mà không nói được lời luôn á. Nhìn tay nữa. Nhìn tay nữa. Tay cũng mặn. Ngay luôn rồi. Măng cục á nó ngọt yeah. Mà nó giòn giòn ha, nó giòn giòn sực sực ha. Ăn vậy có khỏe không? Đọt rồi hai anh em gì đâu mà. Trời đất ơi, ta nói gọt 6 tiếng đồng hồ. Mệt luôn. Ghiền luôn á. Lựa thứ 9 ăn nha. Măng cục mà có lá của cà tím nữa. Nè, trăng trái này. Mở cho Út mình một trái. Cái này 2, 4, 6. Ui, trái này có 7 muối luôn. Ủa, trái này ngon Út. Mình ấn vô cái mình tách. Đã chưa? Wow, ngon Út ơi. Đã. Cái này phải tặng Út thôi, cameraman. Sao vậy? 2, 4, 6, 7. Tặng cameraman nè, cameraman. Ngập miệng luôn. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Hôm bữa anh Hai mua 10kg măng cục xanh. Nay mua 10kg măng cục này của chị đó luôn. Ủng hộ chị đó luôn. 2 4 6 7. Cái này 7 muối nữa nè. Dê sòm. Mời cả nhà nha. Thôi rồi uống qua. Có khi nào hai cô cháu mình quần với cây đủ là chết luôn Út. Đừng chết nha cưng. Chưa ăn trái đó. Ừ, đã chưa? Ăn đi. Thôi, đúng rồi. Mùa măng cục này ăn đã ha. Vừa sống vừa chín luôn. Ok. Ok. Thứ điền điền chết rồi. Mẹ ăn măng cục má hết rồi mẹ. Còn tái nào để dục uổng nhà Út. Nói chung là hôm nay cũng vui. Mọi người ai cũng vui. Vô bà. Yeah. Mọi người vui là được rồi. Để mấy trái đó rồi. Vô. Tôi mai mốt trái đó đi vào, mai mốt bà thấy không có thằng nhập. Hai trái à. Hai trái ăn đi rồi rồi vô. Vô. Cái gì đó, ngã đi. À, bây giờ là cháu nó chân lận cho một cái trái gì đây. Dứt. Măng cục. Măng cục như giấy.